Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm cái vlog nói lại cái ngày đi làm việc của mình. Thì lúc này là giờ Đang ăn trưa. phòng ăn cơm. Thì giờ ăn cơm trưa đó thì được nửa tiếng đồng hồ. Thì mình phải bấm thẻ ra. Thì mình đi vào gọi là 30 phút đó là công ty không trả tiền. Cái đó là cái giờ ăn trưa của mình. Thì có một cái phòng có những cái lò gọi là microwave để hấp cơm đó. Ở Việt Nam thì những người đi làm việc thì mang theo cái gà men đó. Còn ở Mỹ này thì nó mang toàn là cái túi xách không à. Túi xách nó đựng chứ không phải là mang mấy cái cà men đâu. Thì ở nhà chuẩn bị cơm thì mang lên thì nó nguội đó, thì bỏ vào cái microwave để cho nó nóng để ăn. Thì cái đó là thông thường ở Mỹ. Thì cái phòng này á xong hơn thì có đủ mọi nhân viên làm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, công ty có tổ chức một cái ngày gọi là cảm ơn những người nhân viên đó. Cảm ơn tất cả mọi nhân viên trong công ty. Thì cái buổi ăn trưa đó là công ty đãi. Thường đó là buổi trưa đó là mình mang cơm mình ăn đó. Nhưng mà hôm nay công ty tổ chức barbecue cho mọi nhân viên ăn, lấy cái giờ trưa của nhân viên. Đó. Thì thời gian rất là nhanh ha. Mình đã được gọi là 2 năm. Thì năm trước mình cũng có làm một cái video blog cũng nói về công ty tổ chức cho nhân viên ăn á. Bây giờ đã qua thấm thoát rồi, thêm 1 năm nữa. Thì đầu tiên nhân viên đến cái bàn để người ta scan cái thẻ nhân viên của mình đó, người ta phát cho mình một cái như là cái vé để mình vé số đó để mình chơi. Lấy ra họ quét thẻ là lý do là để sợ có nhiều người ăn gian, tức là đi vào trò chơi hoặc là lấy thức ăn á 2 lần. Khi mà mình đến cái chỗ mà lấy thức ăn á, mình phải có cái ticket là cái thẻ đó đó, cái đó mình bỏ vô cái rổ đó thì mình đi lấy thức ăn. Tức là mỗi người chỉ được ăn có một một tour thôi. Rồi mình xếp hàng, đó là cái chặng đầu tiên, đó là người ta cắt thịt gà và thịt thịt bò steak đó. Xong rồi mình cứ đi theo cái tuần tự những cái món đó mình cứ lấy bỏ vô cái đĩa thức ăn của mình. Thì hôm nay là trời rất là nóng ở ngoài. Năm trước cũng vậy, thì tổ chức cái ngày mùa hè đó, thì mùa hè ở Houston này trời rất là nóng. Thì công ty này cái người Việt Nam á cũng cũng hơi đông, rồi có đủ mọi người nhân viên làm việc là đủ mọi sắc tộc á. Có người Ấn Độ, người Mỹ Tây cơ, người Châu Phi,
rồi người Mỹ đen, Mỹ trắng, Trung Quốc, Philippines. Thì thức ăn này theo kiểu Mỹ nè. Sau khi lấy thịt xong rồi đó thì lấy nước sốt, rồi lấy khoai tây nghiền, rồi nui, rồi các món gọi là dưa chua đó, rồi lấy bánh mì, xong rồi lấy nĩa muỗng, rồi lấy một cái cookie, rồi lấy nước. Ở đây thì công ty chỉ đãi trà đá và nước chanh thôi. Thì có nhiều em thắc mắc nói sao công ty Mỹ này sao mà không có tổ chức mà đãi cho nhân viên uống bia. Thì không phải là công ty không có tiền mà đãi cho uống bia, nhưng mà lý do này là cũng như là buổi ăn buổi trưa ăn lên đó, gọi là ăn trưa đó, thì lấy nửa tiếng ăn xong rồi phải đi vô làm việc lại. Còn nếu mà còn thường á, nếu mà tổ chức mà công ty mà tổ chức ban đêm đó, tổ chức mà gọi là cái party á, một cái lễ ở party ở cái nhà hàng á, thì lúc đó là mình ai muốn uống bia uống rượu gì đó thì có, tại vì cái đó là ngoài giờ làm việc. Còn cái này là mình làm đang làm việc á, xong rồi ra ăn nửa tiếng rồi đi vô làm việc tiếp như là một cái ngày bình thường thôi, nhưng mà công ty đãi cho ăn. Thì sau khi mà lấy thức ăn xong rồi đó, mình lại cái quầy gọi là mình quay đó, thì cái nó chỉ vô cái món quà nào đó thì mình được lấy món quà đó. Đó, mình đã xếp hàng là mình quay. Thì năm trước á, thì mình quay mình trúng được cái gọi là cái sạc dự phòng đó. Để coi năm nay mình trúng được cái gì. Đại khái những cái món quà này nó không có giá trị cao, nó chỉ có tượng trưng thôi, cho mình vui rồi đó. Cũng có quà cho nhân viên thì làm cho hên xui. Thì mình cũng đến chứ phải là quét cái thẻ để tránh là cái người mà đi quay lại đó là chơi 2-3 lần đó để mình lấy quà đó, mỗi người được được quay một lần thôi. Thì kỳ này mình trúng được một gọi là cái túi sách để bỏ đồ ăn trưa đó. Rất là nhiều người trúng cái dù, tại vì cái mùa này á là nóng lắm, nắng á, có cái dù rất là tốt. Lấy cái nào, một cái thôi. Ok, lấy cái nớp bứt lên lên mở ra. Mở ra. Thì mình lấy được cái túi đựng đồ ăn. Thì trong cái túi nếu mở ra một có món quà đặc biệt á, bất ngờ đó, thì nó lại thêm nữa một món quà. Nhưng mà mình không có được cái món quà đặc biệt, chỉ là cái túi mà trong nó có một cái ly thôi.
đây là cái phần ăn của mình.